sàn diễn đời và nghề. Nam Hiệp cùng với Ngọc Thu xin gửi lời chào quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của sàn diễn đời và nghề. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên kênh AM 610 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ở khung giờ là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần và được phát lại trên kênh FM 87.7 MHz vào lúc 13 giờ cho đến 14 giờ ngày thứ hai. Phát lại trên kênh FM 99.9 MHz vào lúc 15 giờ 5 phút các ngày thứ năm và thứ bảy trong tuần quý vị nhé. Hy vọng là 60 phút của chương trình sàn diễn đời và nghề sẽ đem đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc thư giãn. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ với những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến nè, và đặc biệt là chúng ta có thể là thể hiện cái niềm đam mê ca hát của mình thông qua 60 phút của chương trình của chúng tôi. Và ngoài kênh radio thì chúng ta có thể theo dõi chương trình sàn diễn đời và nghề đang được phát trực tuyến tại trang web của đài ở địa chỉ là voh.com.vn. Một cách tiện lợi và dễ dàng hơn, chúng ta có thể theo dõi chương trình thông qua app ứng dụng VOH Radio Online quý vị nha. Dạ, và lúc này thì quý vị thính giả đã có thể gọi điện đến hai số điện thoại quen thuộc của chương trình để chúng ta cùng tham gia giao lưu trực tiếp với chương trình sàn diễn đời và nghề. Số điện thoại 0283822385 và số điện thoại 0283910-5934. Một cách khác nữa, như mỗi ngày Nam Hiệp và Ngọc Thu đều nhắc là quý vị có thể đăng ký và để lại thông tin trên trang Facebook của chương trình. Ngọc Thu và Nam Hiệp sẽ gọi lại cho quý vị để chúng ta tiết kiệm chi phí điện thoại khi đến với chương trình sàn diễn đời và nghề. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ được giao lưu cùng với ai chút xíu để quý vị sẽ biết. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng đến với phần hòa tấu của ban nhạc nhé. Xin được cảm ơn hai nhạc sĩ Văn Ngọc và nhạc sĩ Hoàng Thuận đã gửi đến cho quý vị một thể điệu hòa tấu mở đầu cho chương trình sàn diễn đời và nghề sáng ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì nhường lời lại cho anh Nam Hiệp. Anh hát. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì mỗi buổi sáng chủ nhật chúng ta sẽ tiếp một nghệ sĩ. Và hôm nay thì một nghệ sĩ này cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Giọng hát của chị thể hiện rất nhiều bài ca, và chị cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình. Và nếu quý vị theo dõi Facebook của chương trình sàn diễn đời và nghề thì cũng đã biết được là nghệ sĩ khách mời của chúng ta sáng nay là ai rồi, phải không ạ? Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền. Dạ, Lam Tuyền xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ. Cảm xúc đến với chương trình như thế nào chị ha? Rất là vui vẻ, hình như là Lam Tuyền lâu rồi không có gặp quý thính giả cho nên cũng nôn hay sao, cho nên đã đến sớm trước hơn Ngọc Thu ấy là Nam Hiệp luôn. Nôn nao thì hy vọng là chị sẽ mang đến khoảng chục bài ca để phục vụ cho những thính giả của chúng ta và những người yêu mến chị. Thời gian qua thì chị đi về đâu? Chị đi về đâu? Chị hình như là cũng là đúng như cái chiều quay của kim đồng hồ vậy đó. Cứ thời gian đến đâu thì chị sẽ đi đến đó. Dạ. Hiện tại thì giờ chị cũng đang ở nhà hát Trường Hữu Trang mà. Là viên chức cũng đó thì cũng đi hát thường xuyên. Dạ. Nam Hiệp thấy là chị Lam Tuyền thì ngoài cái việc mà ca hát, những cái show diễn thì chị còn xuất hiện trong rất là nhiều hoạt động của giới văn nghệ sĩ của chúng ta, những đúng hoạt rồi. Động của văn học nghệ thuật thành phố. Đúng. Chắc cũng có chức sắc cho chị ha. Anh Hiệp hỏi chị đi về đâu, tức là anh biết chị hoạt động rất nhiều mới hỏi câu đó, là ý là chị hỏi là chị chạy show ở đâu đó, ý hỏi vậy.
Lam Tuyền thì mình không có dự định một cái điều gì sắp tới hết, nhưng mà giống như là tùy theo nhân duyên, đến cái tuổi của Tuyền rồi thì cái sự trải nghiệm nghề nghiệp mình, nói chung là cái đường phát triển mình như vậy mình cũng cảm thấy đó, cũng hài lòng rồi. Thì giờ mình chỉ còn là giống như là mình phụng sự được cái điều gì đó, thì nếu ai mời, tức là ví dụ như sau này thì Tuyền cũng hay đi các cái chương trình của Liên Hiệp Hội, thì bên Liên Hiệp Hội mời, hoặc là những cái chương trình ta làm thiện nguyện thì mời, miễn ai mời thì làm tiền, nếu có thời gian là mình sẽ hết mình tham gia. Còn về cái vai diễn trên sân khấu cũng như là trong phim ảnh thì dạo gần đây chỉ có những cái vai diễn gì mới có thể giới thiệu cùng với những thính giả của sàn diễn Đời Mà Nghe? Thời gian gần đây là khoảng một năm hai năm nay thì Lâm Tuyền cũng tham gia phim, với lại đi các cái chương trình hội này nọ mình cũng tham gia, nhưng mà thời gian gần đây nhất là Lâm Tuyền bởi vì cũng mình cũng nhận cái trách nhiệm với nhà hát, tại vì Lâm Tuyền là viên chức mà, cho nên là trong nhà hát cũng đang thiếu cán bộ quản lý này nọ đó. Cho nên là bản thân Lâm Tuyền trong nhà hát thì mình cũng phụ trách bên công đoàn. Rồi sau này lại là nhận thêm cái nhiệm vụ là phó trưởng đoàn của đoàn 2. Cho nên là khi mà mình nhận nhiệm vụ thì mình cũng phải làm hết mình. Cho nên là thời gian sau này thì Lâm Tuyền tích cực với sân khấu nhiều hơn. Có nghĩa là mình cùng đoàn đi diễn, đi phục vụ, hoặc là những cái chương trình tập dượt, hoặc là những cái chương trình thi những cái diễn viên trẻ, thi cá nhân, hoặc là thi chung của nhà hát, ví dụ như vậy. Về phim ảnh thì như thế nào? Hiện tại thì Nam Hiệp thấy là Bà Bầu Kim Hoa đang đang được trình chiếu lại trong khúc Nam Ai. Thì cũng gây được cái ấn tượng và cũng thu hút được những khán giả, mặc dù phim đã chiếu nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần xem lại thì một cái bộ phim mà gắn với giới nghệ sĩ của mình nữa thì cho mình nhiều cảm xúc. Với chị thì như thế nào? Bà Bầu Kim Hoa, một cái vai diễn mà có thể nói là nó ảnh hưởng trong phim lẫn các cuộc sống, cái suy nghĩ của mình về nghề, đúng không? Đúng rồi. Mình thấy mình phải có trách nhiệm với cái nghề nghiệp, với cái nghĩa vụ làm nghề nghệ sĩ, nó phải lan tỏa được cái điều gì đó đến cho cộng đồng xung quanh, ví dụ vậy. Thời gian gần đây thì Lâm Tuyền dù là hát với đoàn nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng đi phim, tại vì cái phim mình như là cái duyên đó, giống như là mình rất là được ưu ái, cho nên là khi ví dụ như lúc trước thì Lâm Tuyền đi những cái phim nhỏ nhỏ hoặc là những cái chương trình, những cái phim lẻ lẻ thí dụ, còn sau này thì khi vừa xong cái phim của anh Trương Dũng thì cái có một cái phim chiếu rạp cũng cũng mời Lâm Tuyền cũng diễn trong đó, cũng được một vai. Vừa quay xong thì sắp tới thì hình như là qua tháng 11 thì Lâm Tuyền cũng chuẩn bị nhận một cái vai cũng rất là, mình nói trước mình sợ bước không vào, gần như là một cái vai chính xuyên suốt cái kịch bản vậy đó. Thì cái vai đó Lâm Tuyền cũng đang hứa hẹn nhận, với điều kiện là phải thành một cái người ốm xuống khoảng 5-6 kg, cho nên là đang đang cố gắng. Khả năng được không chị? Được, quyết tâm thì sẽ được thôi. Dạ. Rồi, và chị Lâm Tuyền thì mình cũng có duyên với những cái bộ phim và mình thể hiện ca khúc trong phim luôn. Dạ, thì sắp tới có những bộ phim nào chị tiếp tục thể hiện nhạc phim nữa đúng không? Đúng rồi, nhạc phim sau này thì cũng hát mấy cái bài cũ thôi, chứ cũng chưa có cái nhạc phim nào mới. Sẵn Nam Hiệp nói cái bộ phim Bà Bầu Kim Hoa của Gánh Năm Ai đó. Thì nói chung á, thì sẵn đây mình bật mí luôn. Một cái điều này chắc đáng lẽ là cái chương trình họp báo, nhưng mà bên Lâm Tuyền thì cũng sợ là mình cái gì đó mình sẽ làm cho nó có cái hiệu quả xong rồi mình mới tổ chức họp báo. Thì hiện tại bên nhà hát Lâm Tuyền đảm trách một cái nhiệm vụ là cái cùng với ban chấp hành công đoàn của nhà hát, giống như mình cũng tại vì trong ban chấp hành công đoàn thì làm chuyên môn thì Tuyền làm, cho nên là Tuyền đứng ra thì mình giống như mình liên kết liên kết, ví dụ như là đang mời anh Thanh Điền, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, dựng một cái vở Yêu Em Từ Đó, là cái vở đó của ngày xưa của cô Thanh Kim Quệ viết á. Thì tái dựng lại cái vở đó theo cái một cái phong cách nó khác hơn ngày xưa xíu, mình gọi nó mới thì nó không phải là mới, nhưng mà nó khác và nó lạ, nó đúng với cái thị hiếu của khán giả hiện thời, thì cũng muốn đem một cái sự giải trí lành mạnh và cũng đem một cái nguồn
Nếu thí dụ như mà nó có dư chút đỉnh thì là cái nguồn quỹ để cho công đoàn mình có thể trang trải, mình có thể giúp đỡ được những cái nghệ sĩ trong cái nhà hát của mình nói riêng và tất cả thí dụ. Yeah. Thì đang hướng đến đó, thì cái đêm 14 tháng 10 này là sẽ công diễn. Dạ. Yeah. Cái này là mình phục vụ sao chị? Là bán vé hay là cho mình phục vụ bán vé và là đang hình thành một cái sân khấu định kỳ hàng tháng. Ở đâu? Ở Rạp Hưng Đạo. Ồ. Oh. Dạ. Cho nên là sẵn dịp đây là cho Lam Tuyền giới thiệu với thính giả, nếu mà có yêu mến cái chương trình cải lương thì theo dõi để mà có dạ. những, tại vì Lam Tuyền cũng hay có những cái người quen người thân muốn xem một cái đêm hát mà thật sự giống như là cái định kỳ á. Thì không có hiện dạ. hiện tại bên nhà hát thì nói chung là cũng có chương trình hát thường xuyên nhưng mà nó không gọi là định kỳ của nhà hát, có nghĩa là lâu lâu sẽ có cái dịp tổ chức gì đó chứ không có phải là định kỳ hàng tháng và ngay ngày đó tháng đó sẽ là có một cái chương trình để người ta có cái thói quen người ta đến với rạp xem á. Thì sẵn cái dịp này thì Lâm Tuyền cũng muốn tạo dựng một cái sân khấu như vậy, thì rất mong là khán thính giả còn yêu mến cái bộ môn nghệ thuật cái lương này sẽ theo dõi, quan tâm và ủng hộ chương trình đó. Coi như là bà bầu Lâm Tuyền đúng không chị? Không dám nhận bà bầu. Mình chỉ giống như là mình là một cái cầu nối. Dạ. Tại vì trong cái cơ quan nhà nước nó khác, chứ cái bà bầu kim qua nó khác nhau. Cơ quan nhà nước thì nó có mọi người đều cùng hiệp sức nhau để mà mình làm một cái sân khấu, và nó cũng không phải là của riêng ai, của tất cả mọi người, của cái chung. Dạ, cán bộ công đoàn này rất là năng nổ nha Ngọc Thu. Dạ. Rồi cái dự án này nó tên là gì chị? Mới có tên chính thức của cái dự án để cho người ta dễ nhớ chứ. Bí mật bật mí luôn. Dạ. Cái chương trình này thì Lâm Tuyền nó có kết hợp với cái không gian phía ngoài. Tại vì thường thường mình đi xem hát thì mình chỉ đi vào mình coi hát thôi, mà cái chương trình này bên công đoàn thì Lâm Tuyền cũng đã bàn bạc và đã xin kế hoạch dự thảo để mà mình làm một cái chương trình, ví dụ như bên ngoài cũng có bán những quà lưu niệm, tranh ảnh, rồi giống như một cái không gian nó cũng gắn liền cái nghệ thuật với cái sân khấu. Thì mình đang mơ mộng là cái gọi là một cái đêm phương Nam. Để mà mình tổ chức cho cái chương trình đó. Dạ. Rồi, hy vọng là đêm diễn đầu tiên Yêu Em Từ Đó hả chị? Dạ, 14 tháng 10 ha. Nó mở màn cho cái dự án của chị. Rồi anh có đi coi không? Có. Cán bộ công đoàn nghe nói được giảm giá đúng không chị? Đúng rồi. Ưu tiên không, bên công đoàn thì mình phải có một cái chính sách đó. Dạ. Có nghĩa là tất cả những cái công đoàn nào muốn cho anh em đi coi thì nhà hát sẽ có một cái chế độ giảm giá rất là đặc biệt. Nhưng mà em muốn biết là giống như là một cái dự án thường ấy, mình sẽ có cái thời gian để mình thay ngén á, thì cái ý tưởng này là xuất hiện từ bao giờ và các anh chị đã cùng với nhau làm chuẩn bị mọi thứ như thế nào? Nói chung thì mình là nghệ sĩ, mình mơ ước được có một cái sân khấu định kỳ để hàng tháng hoặc hàng tuần vì đó mình hát thôi. Chứ mình cũng không có dám là ấp ủ một cái dự tính lớn lao lắm, là nhưng mà khi nói chung là nó đủ duyên. Ví dụ như anh Thanh Điền, anh cũng trong cái lúc đi quay cùng đó thì anh em cũng nói chuyện, thì nói chung mình cũng cảm thấy anh cũng rất là tâm huyết. Mà một cái người nghệ sĩ mà giống như anh á, một cái bậc đàn anh đàn thầy, thì ở cái tuổi của anh thì mình nghĩ là nếu như mà anh còn tham gia được cùng với sân khấu thì lứa tuổi trẻ như tuổi như Lam Tuyền này kia sẽ có một cái điều kiện để mình tiếp xúc và mình học hỏi thêm nhiều cái kinh nghiệm quý báu mà nhiều khi ảnh còn chất chứa ảnh giữ đâu đó, thí dụ vậy. Thì sẵn một cái dịp đó rồi cộng với khi mà Tuyền được anh em trong nhà hát bầu bán, mình cũng là công đoàn, nói chung là anh em, nói chung Tuyền thích đi làm, mình kiếm
giống như mình kiếm cơm. Mình không có nghĩ là mình làm những cái chức quyền này kia nọ, thì không có, mình không có cái khiếu đó. Nhưng mà khi mà anh em đã giống như là đã tin tưởng đã giao cái nhiệm vụ thì mình cũng phải ráng mình làm cho nó hết khả năng cái sức của mình. Thì cùng với những cái duyên vậy đó, thí dụ cái tự nhiên cái con người nó sao sân khấu không có hát gì chân, để tôi mua vé tôi mời gia đình lâu lâu dưới quê lên, thí dụ như nhiều cái nó thí dụ như có sân khấu thì mua không. Mình nói vậy đó, cái nói mua thí dụ 10 vé 20 vé thì cái chương trình thí dụ như bây giờ Lam Tuyền mới vừa chưa có mới có đăng một cái poster lên thôi, chưa có quảng cáo gì rầm rộ về vé hết trơn, là đã có tin không, là bán gần 100 vé rồi đó. Là nói chung là anh em mỗi một người vài chục vé, vài chục vé, là thì trong đó mua cho những người giống như là khán giả của mình đó. Như riêng Lam Tuyền thì cũng cũng 30-40 vé rồi. Ví dụ như khán giả của mình đó, những người thân đó, thì mình thấy cái đó là cái điều quá tốt. Thì vấn đề là mình phải làm. Không phải là Lam Tuyền thì không có cái quan điểm là bán một suất rồi nghỉ. Mình làm như vậy nó rất là uổng phí cái công sức tập dượt cũng như là cái cơ sở vật chất này nọ. Thì mỗi một suất diễn, nếu mà mình diễn bằng cái trái tim mình thì mỗi một suất diễn nó khác nhau. Nó mỗi một cái lần diễn nó sẽ khác nhau, tâm lý tình cảm nó khác nhau. Hoặc có cái khi là khi mình kêu bằng văn ôm gió luyện mà mình hát, mình càng hát thì nó càng hay hơn, thí dụ như vậy. Thì Lam Tuyền thích một cái vở đó, mình sẽ diễn, nếu mà được thì mình diễn chân gia bá xuất, thí dụ như vậy. Mà nói đến chị Lam Tuyền thì anh Nam Hiệp cũng như em và các quý vị thính giả đều biết là nhiều năm qua chị cần mẫn với những cái vai diễn nhẹ nhàng về hình ảnh của những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam đôn hậu. Mà em không biết có thể là do cái vai diễn nó vận vào tính cách của chị hay sao. Bình thường cũng thấy vậy, một cái người rất là nhẹ nhàng, từ tốn, sống cũng rất là đơn giản. Em cảm giác khá là đơn giản luôn. Và công việc thì rất là nhiều. Thì cho em hỏi thì hiện tại chị cũng biết là để tìm được những cái diễn viên á, trẻ mà có thể làm được những cái vai đào mụ, những cái vai người mẹ như vậy, em nghĩ rất là khó. Thì từ cái kinh nghiệm của bản thân, chị thấy để có thể sống được với những cái vai diễn như vậy, những cái nhân vật như vậy, thì mỗi một người nghệ sĩ, đặc biệt là các bạn trẻ, mình phải bắt đầu cái hành trình đi từ đâu, như thế nào để rèn luyện bản thân và để mình có thể hòa nhập và sống được với những cái vai diễn như vậy. Nói chung là Lam Tuyền, khi mà mình đi hát đó thì cái tâm lý cái lúc mình trẻ thì mình tất nhiên là mình sẽ mê, mình sẽ thích những cái giai đào đẹp, những cái giai đào thương này nọ. Và khi đi vô trong cái nghề thì Lam Tuyền đã đi vào cái hướng đó. Và thật ra mình cũng đã đóng vai chính là cũng khoảng 15 năm. Có nghĩa là 10 năm Tuyền ở Đoàn Văn Công Đồng Tháp, và 5 năm mình đi từ bên Đoàn Ánh Hồng Trà Vinh rồi qua Tây Đô, rồi về Thắp Sáng Niềm Tin. Và những cái vở diễn mà Lam Tuyền đi thi cũng là từ cái vai đầu chính. Rồi những cái vở mình quay hình cũng đóng vai chính. Nói chung là mình có thể mình khẳng định với một cái điều là mình có thể mình đóng chính nó rất là, nói chung là nó tròn vẹn và khán giả xem người ta sẽ chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà lý do Tuyền chuyển sang một cái vai đào, gọi là đào mụ đó, thì cái tuổi đó thì không phải là để đi chuyển đâu. Dạ em hiểu. Lúc 30 tuổi thì cũng không phải là chuyển đâu. Nhưng mà có một cái duyên là khi mà Tuyền đi phim á, thì đi phim thì tất cả những cái phim thì nó phải rất là thật. Cho nên là khi mà mình đóng đầu mụ thì mình 30 tuổi mình quá trang tí xíu là nó cũng ra. Nhưng mà mình để mình chuyển lại thành 17, 18 tuổi thì cũng hơi khó. Cho nên mình phải chấp nhận là mình làm một cái đầu mụ nhưng mà đẹp nha. Tại vì bên phim nó rất là cần cái thật. Đúng rồi. Cái thật, cho nên là khi đó Tuyền đóng rất là nhiều, một loạt vai người mẹ không. Phim của anh đạo diễn Đinh Đức Liêm á, thì nguyên một loạt 4-5 phim như vậy. Thì mình một phim như vậy nó hồi xưa là nó mấy chục tập thì nó đã vô trong cái nhìn nhận của khán giả rồi. Bắt đầu khán giả nhìn mình một cái người mẹ, người ta thiện cảm rồi. Thì tới lúc đó khi Lam Tuyền quay qua sân khấu thì tự nhiên mình chấp nhận là giống như là mình lùi qua, mình để cái phần, tại vì đóng vai đào thương thì có thể rất là nhiều người đóng đạt và có sắc dốc
với hiện hiện tại bây giờ thì cũng rất là nhiều nghệ sĩ đứng về cái phương diện đó, nhưng mà đóng vai đầu mụ thì rất là hiếm. Dạ. Yeah. Như ngày xưa có cô Hồng Nga với lại cô Ngọc Dào nữa, nhưng mà sau này cô cũng mới cô cũng lớn tuổi, cô mấy cô cũng đâu có đi giống như tụi chị mà đi suốt như vậy được được đâu, cho nên là thôi thì mình nghĩ thôi mình miễn sao mình có hát được. Có hát và có cái vai trò trách nhiệm trong cái vở hát thì Lâm Tuyền không có quan niệm. Khi hồi xưa mình đi coi hát mình cũng không có, mặc dù là mình đi hát thì mình thích đóng vai đó, nhưng mà nhưng mà đi nếu mà tâm lý cái người xem hát thì cái vai bản thân thì hồi lúc mà còn nhỏ xíu là đi coi hát người nào đóng hay thì thích, chứ không có phải là đóng vai chính vai đạo chính rồi. Kép chính là thích mình, có nhiều khi đóng đạo kép chính mà đóng ra mình cũng không thích cái kiểu gì đó, cho nên có những mình cảm giác mình vậy, cho nên mình nghĩ khán giả cũng sẽ như vậy, cho nên mình không có ngại. Có nhiều người hỏi sao đóng vai mụ có buồn không, không gì buồn hết trơn. Tại vì mỗi cái tuổi nó đẹp theo mỗi một cái thời điểm, chứ không phải là mình trẻ là mình đẹp đâu. Có nhiều người 70-80 tuổi mà nhiều khi như Lâm Tuyền nhìn đắm đuối luôn, thấy ủa sao bà cụ bà đẹp quá, thí dụ như vậy, chứ đâu phải là mình trẻ mình mới đẹp đâu. Mà đúng như chị nói là diễn viên không phải là đóng vai chính mới hay, mà mình phải tìm đất diễn cho cái vai diễn của mình, tự mình đó chị ha, cái nỗ lực của mình. Và em nghĩ là với khán giả thì như nãy chị nói, những cái vai người mẹ đôn hậu nó cực kỳ thiện cảm. Như em nè, như anh Nam Hiệp coi phim nhiều ha Hiệp ha, suốt ngày nhắc tới chị coi phim. Nhắc tới chị làm tiền hoài luôn. Có nhiều như giống như nãy Ngọc Thu hỏi chị là để mà có cái kinh nghiệm mà để thể hiện những cái vai đó thì nói chung nó cũng hơi khó, là nó cũng phải có cái bề dày về cái sự sống, cái sự trải nghiệm, cái sự mình tiếp nhận, mình nhìn thấy những giống như là từ cha mẹ ông bà, tất cả những người xung quanh, những người phụ nữ xung quanh mình có một cái quan sát, và cái bản thân mình cũng phải trải nghiệm. Mà nếu để đạt được một cái độ chính mà để mà diễn ra một cái người mẹ mà đôn hậu chịu đựng như vậy thì cũng nói như bản thân Lâm Tuyền, nhiều khi mình nhìn lại cái đường mình đi, mình không biết sao mình sống được tới ngày hôm nay. Phải nói là mình chịu đựng quá nhiều và mình cũng quá tốn nhiều nước mắt. Cho nên là để mà đạt được một cái vai như vậy thì nó cũng phải có một cái sự trải nghiệm. Ít nhất mình cũng phải hiểu đó, từ cái điều đó từ người mẹ mình, hoặc là người bà mình, hoặc là những người xung quanh mình đó, thì mình sẽ mới cảm nhận được cái điều đó và mình mới thể hiện được nó tốt. Dạ, bây giờ thì để cho quý vị thính giả hỏi thêm về chị Lâm Tuyền, xem là hành trình làm nghề của chị còn những vui buồn nào nữa, và những vai diễn đã để lại cho con đường nghệ thuật của chị nhiều dấu ấn và để lại trong lòng khán giả nhiều thiện cảm là những vai nào nữa, thì mời quý vị thính giả bắt đầu giao lưu với nghệ sĩ Lâm Tuyền. Alo. 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 Dạ, chào anh ạ. Dạ, xin chào MC Nam Hiệp cũng như là MC Ngọc Thu. Chào chị yêu nghệ sĩ Lâm Tuyền của em, thần tượng của em. Cảm ơn em. Dạ, dạ, nhắc tới chị Lâm Tuyền thì chắc chỉ có khen thôi. Không có khuyết điểm gì để mà góp ý hay là để rút kinh nghiệm gì hết. Thì em theo dõi chị Tuyền là từ những năm chín mấy á, cái thời mà thi Trần Hữu Trang, lúc đó chị Tuyền là còn ở đoàn cải lương Tây Đô lận. Sau này chị Tuyền về Thắp Sáng Niềm Tin, rồi qua nhiều đoàn khác, nhưng mà riêng Kiệt cũng như những cái khán giả khác thì chắc là ấn tượng với chị Tuyền rất là nhiều ở những vai bà mẹ cách mạng, và ở cả lĩnh vực sân khấu và cả lĩnh vực phim thì khán giả đều ấn tượng với chị về những vai bà mẹ như thế. Và một cái người nghệ sĩ hình như là chị vô phim với vô vai diễn sân khấu là chị không có diễn thì phải nhẹ nhàng y như chị ở ngoài vậy đó. Thì chị có thể chia sẻ cho em cũng như tất cả quý vị khán giả biết là giữa sân khấu với lại phim như vậy thì cái nào nó khó hơn chị? Và em nghĩ là khi thể hiện những vai người mẹ như vậy thì như hồi nãy chị Tuyền có chia sẻ là phải có một cái vốn sống, một cái kinh nghiệm từ thực tế thì mình mới vận vào những cái vai diễn một cách hết sức là tự nhiên và hay như vậy. Thì chị
có thể chia sẻ là giữa phim với lại giữa sân khấu thì cái nào khó hơn, và chị làm thế nào để chị phân biệt giữa hai cái lĩnh vực đó để chị thể hiện tròn những cái vai trò của mình ở cả hai lĩnh vực đó ạ? Cảm ơn bạn Kiệt. Bạn có một cái câu hỏi rất là hay. Lâm Tuyền cảm ơn. Cảm ơn bạn đã yêu mến những cái vai diễn của Lâm Tuyền nhé. Lâm Tuyền thì xuất thân từ cải lương, thì mà mình hát cải lương, nhưng mà Lâm Tuyền thì hát nhiều về xã hội, vẫn hát tuồng sử nhưng mà hát xã hội thì nhiều, cho nên là từ đó mà mình qua bên phim á thì nó cũng không có hụt hẫng lắm. Có nghĩa là bên phim với bên cải lương thì khi mà mình thể hiện bất cứ một cái vai diễn nào thì mình đặt cái tâm trạng mình, đặt cái hoàn cảnh của nhân vật vào cái con người mình, cho nên cái lúc đó thì Lâm Tuyền diễn nó giống như bạn Kiệt nói là rất là bình thường, rất là giống như cái đời, cái cuộc đời của mình. Chỉ cái một điều là có nghĩa là mình đặt cái hoàn cảnh của nhân vật mình vào hoàn cảnh của nhân vật để mà mình thể hiện thôi. Thì cái những cái vai mà khi mà Lâm Tuyền đi phim á thì nó đời sao thì nó sẽ như vậy, và chỉ có thay đổi là thay đổi, giống như mình không nghĩ mình làm Lâm Tuyền nữa mà mình nghĩ cô má gì đó hoặc là cô A cô B gì đó, thì mình đặt vào hoàn cảnh đó thì mình sẽ diễn một cách rất là tự nhiên. Và khi nó khác nhau là khi mà mình đóng phim á thì những cái máy quay nó quay trực tiếp tại mình, cho nên là mình không có được phép là mình xả vai ra một tích tắc nữa hết. Nhưng có nghĩa là mình lúc nào mình cũng phải là nghĩ mình là một cái nhân vật đó, nó như đời với nó không có khác gì hết. Còn khi mà Lâm Tuyền lên sân khấu thì nói chung là nó khác nhau ở một cái chỗ là mình phải hát, cho nên là nhiều khi có những lúc là mình cũng phải là lấy để mình giữ hơi, rồi mình cũng nó cường độ hơn cái phim một xíu. Thí dụ như mình đóng phim thì nó tự nhiên, nó đời sao thì phim nó như vậy. Yeah. Còn về sân khấu thì tại vì khán giả họ phải tập trung vào mình, và cái không gian nó cũng hơi xa, cho nên là nhiều khi mình cũng phải hơi là cường độ hơn lên một tí xíu. Nó sẽ giả hơn là cái phim ấy. Yeah. Nhưng mà với cái nhìn của khán giả thì sẽ thấy nó thật. Nhưng mà với cái bản thân mình á, khi mà mình đứng mình diễn thì mình sẽ có những cái nó hơi lố một xíu đó, nó nhưng mà khán giả sẽ nhìn thấy sẽ rất là thật. Cái đó là cái sự khác nhau giữa phim ảnh và sân khấu bạn. Dạ. Một khán giả theo dõi rất là sát hành trình của chị Lam Tuyền. Không biết giao lưu nãy giờ thì chị Lam Tuyền có nhận ra anh Kiệt không ta? Một tín giả có vẻ rất là quen thuộc với hoạt động sân khấu chúng ta đấy ạ. Anh Kiệt sao có gặp chị Lam Tuyền thường anh? Dạ, để em nhắc cho chị Tuyền nhớ là cách đây khoảng một tháng em có may mắn được làm việc với chị Lam Tuyền ở một chương trình ở bên quận 10. Chị nhớ bài hát Bông Sen không ạ? Dạ nhớ. Anh Kiệt rồi một người em biên tập rất là dễ thương, rất là cần mẫn, rất là nhiệt tình. Nhắc chị mới nhớ một cái bài hát Bông Sen ở chương trình để kỷ niệm cái 15 năm thực hiện Nghị quyết 23. Dạ, đúng rồi. Dạ. Chị, cảm ơn Kiệt nhiều nha. Anh Kiệt thì ảnh rành rất là nhiều nghệ sĩ nào anh cũng biết tiểu sử luôn chị. Còn biết là chị gặp anh Kiệt rồi, chị kể anh Kiệt coi làm sao. Bây giờ bật mí giùm với thính giả coi anh này ảnh như thế nào, mà anh cái vai trò ảnh làm sao trong các cái đoàn chị. Theo Lâm Tuyền biết thì là Kiệt là làm biên tập cho các cái chương trình, nói chung là đờn ca tài tử nè. Rồi những cái nhóm hát mà giống như là những cái trích đoạn rồi những cái bài ca tài tử, nói chung là gần làm ông bầu ha. Đúng không vậy? Rồi anh ca được không chị? Ca thì cái điều đó chị chưa nghe. Phải ca nha. Bữa nay ca thử Lâm Tuyền nghe coi, trời ơi hèn chi. Không, Nam Hiệp biết là ảnh ca được đó. Nhưng mà không biết là giới nghệ sĩ thì biết ảnh rành hay không, chứ còn ảnh ca khá tốt và khá thuộc rất là nhiều bài. Thì hôm nay anh ca cho chị Lâm Tuyền nghe được không anh? Cái này là mình hơi chiếm sóng một tí xíu, tại vì hôm nay là chương trình giao lưu với chị nghệ sĩ Tú Lâm Tuyền. Rồi thì cái nhân vật chính vẫn là chị Tuyền. Rồi mình, sao? Mình đừng có ưu ái Kiệt quá, mình thiên về. Không, Kiệt ơi, cái này em dạ, cứu
cứu bồ chị ha. Tại vì lúc mới vô là Nam Hiệp nói chị chuẩn bị tới 10 bài mà chị có chuẩn bị có một bài thôi. Cho nên là Kiệt hát một hai bài cũng được. Đúng không Nam Hiệp? Đúng rồi. Thời gian còn dài anh Kiệt ơi. Giờ làm sao? Em cái này em nói thật với chị Tuyền cũng như Nam Hiệp với Ngọc Thu là sáng nay là em đi hành hương ở trên núi. Cho nên là cái sóng điện thoại có lúc nó được, lúc mất, nó hơi chập chờn. Và em biết được là hôm nay chương trình mình giao lưu với chị Lâm Tuyền. Cho nên là em để cho nguyên cái đoàn của mình là đi trước. Em ngồi lại ở một cái góc ở trên núi để em tâm thủ em gọi điện thoại em giao lưu với chị yêu của em. Trời ơi, lãng mạn quá anh ơi. Hát nó cũng hơi khó vì cái sóng điện thoại nó rất là chập chờn. Không, chị nghe rất rõ nghe. Nghe cái giọng rất rõ mà ngồi nghe Kiệt tả mà ngồi nghe đó là hát không còn gì hay bằng đó nha. Núi và nào em vậy? Nghĩ là chị em mình sẽ có đủ duyên và sẽ có nhiều cơ hội thì em nghĩ là chị sẽ thế nào chị cũng nghe được giọng của em à. Nhưng mà quan trọng là em nghe giọng của chị kìa. Chứ em thì là một cái người bình thường thôi thì chị em mình sẽ có cơ hội. Còn hôm nay là giống như là cái sóng là để ưu tiên cho giọng của chị, để nhiều khán giả như em yêu thích giọng hát của chị nghe được. Chứ còn chị em mình thì sẽ có những cơ hội khác nữa. Chứ hôm nay mà em hát thì giống như là nó hơi bị ngược, thành ra là khán giả sẽ phân bì. Hôm nay là giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Lâm Tuyền. Thật ra không có gì ngược á, nếu hai người song ca thì không có gì ngược á, nhưng mà thôi, giờ cuộc thương lượng tạm thời vậy đi. Rồi bây giờ anh muốn chị Lâm Tuyền thể hiện gì, vai nào anh ấn tượng nè? Thật ra thì hồi nãy chị có nghe chị chia sẻ, chị không có quan trọng là vai lớn vai nhỏ, miễn nó hợp vai với mình thì dù ở cái độ tuổi nào thì có thể, như hồi nãy chị chia sẻ là cô Hồng Nga, cô Ngọc Dào từng đóng những cái vai mẹ, những vai mụ. Thì nếu mà là một nghệ sĩ thì ai cũng sẽ thích mình đóng những vai đào thương, đào đẹp, đào này kia. Nhưng không chị ơi, đối với em là trong mắt em cũng như nhiều khán giả là cho dù chị có ở độ tuổi nào mà như kinh nghiệm chị chia sẻ là chị nhập vai, chị đang tưởng tượng cái nhân vật đó là mình, thì chị vô vai những vai mụ rất là ngọt ngào. Cho nên là em rất là đồng cảm và rất là đánh giá cao cái việc mà không có quan trọng vai lớn vai nhỏ, miễn sao là làm tốt cái vai trong cái vở đó là được. Thì thật ra nói không phải khen, hiện nay mà ở nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang á, thì nếu mà nói vô vai mụ thì chỉ có chị Lâm Tuyền với chị Quỳnh Hương thôi, chứ các nghệ sĩ khác thì giống như là nó không có đã. Đó thì mình phát huy cái đó thêm chị. À, em cũng rất là tán dương cái suy nghĩ của chị là không quan trọng vai chính, vai gì cũng vai phụ cũng được, nhưng mà làm hết trách nhiệm, hết vai trò thì chị luôn tỏa sáng với những cái vai phụ đó. Và giống như là em cũng như nhiều khán giả khác thấy là bên cả lĩnh vực sân khấu cũng như lĩnh vực điện ảnh là chị được mệnh danh là giống như là người mẹ quốc dân vậy đó. Mẹ của các nghệ sĩ, của các diễn viên. Trời, trách nhiệm nặng nề quá. Cảm ơn Kiệt nha, chị sẽ cố gắng. Hồi nãy em cũng nghe chị chia sẻ là cái vấn đề mà ngoại hình á, để giảm cân hay gì đó để mày cho nó hợp vai á, thì có thể là bên điện ảnh thì người ta sẽ khắt khe với cái việc đó. Còn ví dụ như bên lĩnh vực diễn sân khấu thì chị cũng yên tâm đi, ví dụ khi mà chị nhập vai, chị diễn hay rồi thì khán giả sẽ theo cái cảm xúc, theo cái nhân vật, lúc đó người ta sẽ quên cái ngoại hình của mình đi thôi. Sân khấu thì đỡ hơn xíu, nhưng mà bên phim á, mình đóng cái vai khắc khổ mà mình vai giống như là cái vai diễn để mình thí dụ như đi kinh tế mới đi, mình tròn quá thì không được. Cho nên đạo diễn phải kêu mình phải giảm cân. Mục tiêu sắp tới chúc chị thành công ha. Giảm được mấy ký chị? Mục tiêu là giảm khoảng 5 ký. 5 ký để mà vào một cái vai diễn mới trong phim. Hy vọng là chị sẽ đạt được mục tiêu ha. Rồi em nghĩ là với cái sự yêu nghề và
sự tin tưởng của đạo diễn dành cho chị thì cái chuyện đó không khó đối với chị. Đúng rồi, không khó đâu. Chị sẽ cố gắng, mà mình quyết tâm là mình không phải là 5 kg đâu, 10 kg cũng được nữa. Nhưng mà vấn đề là cái mình phải chắc chắn là mình sẽ làm cái gì đó thì mình sẽ quyết tâm đến cùng. Dạ. Rồi. Và em cũng sẽ quyết tâm là ngày 14 tháng 10 sắp tới là em sẽ cố gắng thu xếp dành thời gian để tới coi Yêu Em Từ Đó. Cảm ơn, nghe kỹ dữ trời. Tại vì với một cái kịch bản của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ mà với phần dàn dựng và phối hợp của chú Thanh Điền nữa, cộng với sự có nghề của các nghệ sĩ ở nhà hát Trần Hữu Trang nữa, thì em nghĩ là một cái kịch bản đáng để xem, không thể bỏ lỡ được. Nhưng mà em tiếc hôm nay anh không có hát cho em nghe. Hát một câu đi chị. Hát cho em nghe đi đừng nỉ. Thật sự là tại vì dừng lại lâu á thì sẽ bị lạc đoàn. Đi nguyên một cái đoàn nhiều người á. Anh bật mí là anh đang ở núi nào vậy anh? Dạ, núi Cô Tô, núi Cô Tô, Tri Tôn, An Giang lận. Nó hơi xa cho nên sống nó cũng chập chờn lắm. Dạ rồi, thôi anh hãy đi theo đoàn đi anh. Nhưng đi mà đi. Sẽ rất là mong biết, nhưng mà sẽ hẹn một dịp nào đó thì có thể hát chung với chị Tiền. Hôm nay là sẽ biết Kiệt hát giọng cổ rồi, hát giọng cổ được đúng không? Dạ. Thì chắc chắn là sẽ có dịp hát cùng với Kiệt ngang. Chị hy vọng vậy là mong Kiệt cũng cố gắng đi cho chị được cái cơ hội được hát với em. Trời ơi, nếu mà nói cái câu đó là em phải là người nói mới đúng, chứ chị Tiền nói như vậy thì hơi tội nghiệp em. Dạ rồi, thôi hẹn 14 tháng 10, hẹn nhau hát cho chị nghe đi. Dạ. Hát đâu đúng đó, hát được. Ok, 14 tháng 10 nha. Sẽ tới gặp Hưng Đạo để coi chị Tuyền cũng như cả ekip của mình diễn vở Yêu Em Từ Đó. Dạ. Yeah. Okay. Yeah. Cảm ơn. Bây giờ trước khi chia tay chương trình thì em xin chúc cho chị yêu của em, nghệ sĩ ưu tú Lâm Tiền, thứ nhất là được nhiều sức khỏe, ngày càng có nhiều vai diễn hay và thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. Dù là đối với em cũng như những khán giả khác, vai nhỏ vai lớn không quan trọng, miễn là chị Tiền tỏa sáng thì dù một phân đoạn nhỏ, một đoạn ngắn thì cũng là thành công. Cố lên nha chị yêu của em. Cảm ơn Kiệt nhiều nha, chúc sức khỏe nha. Rồi, chúc anh chuyến hành hương thật là nhiều kỷ niệm, thật là nhiều cảm xúc nha. Rồi. Cảm ơn, chúc cho MC Nam Hiệp với MC Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình thật nhiều sức khỏe và ngày càng có nhiều chương trình hay nữa để gửi đến tất cả quý khán thính giả gần xa. Dạ, dạ, đoàn đi xa rồi đó anh, bây giờ mình đuổi theo đi. Rồi giọng hát của chị Lam Tuyền sẽ đi theo anh ha. Dạ. Tạm biệt. Rồi đi, nhưng mà vừa đi theo đoàn nhưng mà Kiệt vẫn đeo tai phone để một lát Kiệt nghe chị Tuyền hát. Dạ. Kiệt, cảm ơn em. Hứa với anh luôn. Dạ. Rồi bây giờ xin mời thính giả tiếp theo ạ, sẽ kết nối với chương trình ạ. Hello. Rồi, anh chào Ngọc Thu, chào Nam Hiệp, chào nghệ sĩ Lam Tuyền nha. Dạ. Anh rất dễ thương, ảnh đang nghe radio đó, gọi trái máy. Rồi bây giờ thì anh đã được gặp chị Lam Tuyền theo đúng như yêu cầu của anh rồi đó. Rồi, anh có thể đặt những câu hỏi cho chị nha. Anh là ai ạ? Anh Hoàng ở Đồng Tháp nè, Lâm Hiệp ơi. Dạ, Đồng Tháp, anh Hoàng. Đúng rồi. Anh giao lưu lần nào chứ anh? Anh giao lưu cách này 2 tuần á. À vậy hả? Rồi. Đúng rồi. Anh Hoàng ở Đồng Tháp. Đồng Tháp cũng có duyên với chị Lam Tuyền nè. Dạ. Lam Tuyền chào anh Hoàng. Lam Tuyền cũng quê Đồng Tháp. Ủa em ở huyện nào? Lam Tuyền ở Tháp 10. Tháp 10 vậy là cùng chung với ca sĩ Ngọc Hân rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Sáng nay thì gặp Đồng Hương thì anh có câu hỏi nào không? Ra anh có hai câu hỏi. Anh hỏi em sợ hỏi em cũng môn nghệ thuật từ hồi tới hôm nay là em được bao nhiêu năm. Rồi trong gia đình của em có tất cả cũng như cô bác anh chị có trong cái môn nghệ thuật này không, mà em để được tới hôm nay thì em cũng vào một môn nghệ thuật này cũng rất là hay. Hai nữa là để lưu niệm cho tất cả các bà con khán giả quê hương nhà yêu mến cái giọng hát của em. Rồi em bước rằng là em có khó gặp khó khăn gì không trước khi em mới bước vào trong bộ môn nghệ thuật đó? Dạ. Rồi, câu hỏi dài quá chị ơi.
Cảm ơn anh Hoàng. Lâm Tuyền đi hát vào cái đoàn là năm đầu tiên là năm 1989. Thì giờ là bao nhiêu năm ta? Là 36 năm là chính thức. 34 năm. Dạ, chính thức đi đi hát thì cũng khoảng ba mươi mấy năm, hơn 30 năm rồi. Thì nói chung là hồi đó ở quê Đồng Tháp thì anh Hoàng chắc cũng nghe thường thường, chắc trưa đài phát thanh mình hay có phát cái điệu mà Vọng Kim Lan. Có nghe. Hình như là cái mình nghe riết cái rồi mình nghiện á. Mình nghiện riết rồi thì mình nghiện cái mình phải đi theo đoàn đi hát. Đó, nói chung là từng mình nghe những cái bài ca giọng cổ riết rồi nó cảm thấy, khi mà mình nghe vậy mình thấy vui. Mình cảm thấy con người mình nó thoải mái lắm. Những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái buồn phiền gì như nó đều trôi hết. Cho nên là chính vì từ đó mà Lâm Tuyền chọn cái nghề đi hát luôn. Thì trong gia đình Lâm Tuyền thì không có ai theo cái nghề hát hết á. Nói chung là cái bước đường đi nó cũng rất là khó khăn. Tại vì gia đình không có ai theo nghề, cho nên cũng không có hiểu được cái nghề hát nó như thế nào. Mà cái quan điểm của những cái gia đình mà ở quê á, mà giống như ở trong cái truyền thống ấy, thì cũng là không có muốn cho con theo hát bội thì mẹ liều con hư, không có dám cho đi hát. Nói chung là Lâm Tuyền cũng phải thuyết phục gia đình ba mẹ, rồi mình cũng phải hứa hẹn là mình sẽ đi, mình sẽ làm tốt, chứ mình không có làm cho ba mẹ phải là mất mặt. Vì mình nói chung là mình hứa hẹn nhiều và mình hứa hẹn mà mình phải thực hiện, và nên từ đó thì gia đình cũng tin tưởng và cũng tạo một cái điều kiện để mình đi, và cũng hỗ trợ về tinh thần rất là nhiều. Dạ. Rồi sắp ngày tới ngày giỗ tổ sân khấu sắp sửa còn có 9 ngày nữa, em có đi diễn ở đâu không Lâm Tuyền? Dạ anh Hoàng ơi, anh nói cái điều này thì Lâm Tuyền cũng bật mí với anh là chương trình giỗ tổ ở tại nhà hát Trường Hữu Trang thì năm nào cũng có một cái đêm hát rất là hoành tráng, là có chung là nói chung là tất cả các nghệ sĩ tên tuổi đều tề tụ về tại nhà hát Trường Hữu Trang và để hát, để mà mình gọi một cái câu năm nay giống như là hát cúng tổ á. Rồi khán giả thì cũng náo nức đến đó để mà mình cũng cùng dự cúng tổ, cũng như là gặp mặt các nghệ sĩ. Thì đoàn 2 của Lâm Tuyền, đoàn 2 nhà hát Cây Lương Trần Hữu Trang, thì đêm 25 tháng 9 sẽ có một cái suất hát tại Rạp Hưng Đạo. Thì đêm đó là quy tụ rất là nhiều khán giả, mà cũng rất là nhiều những gương mặt của cô chú bác anh chị nghệ sĩ năm một thời tham gia trong cái chương trình đêm đó. Mà nếu có dịp thì mời anh Hoàng cũng như các khán giả gần đến xem cổ vũ đoàn nghe. Dạ. Dạ anh cũng rất là vui, có cảm ơn những cái có cái lời mời của em để lại cái ngày đêm đó thì được vui để tất cả các anh nghệ sĩ, các cô chú anh chị nghệ sĩ cái đêm giỗ tổ sân khấu cũng anh cũng rất là vui mừng nha. Dạ rồi rồi sáng nay hội ngộ thì không biết là đồng hương có muốn ca với nhau bài nào không anh ha? Dạ anh ơi, giờ đồng hương nhau em hát cho em hai câu giọng cổ trích đoạn trong vở tuồng Hồ Như Thủy xin một lần yêu nhau không Lâm Tuyền? Dạ dạ anh hát à, Lâm Tuyền nghe hen. Cổ vũ anh nha. Dạ vui chứ. Dạ chị thuộc không chị? Thuộc không là hát chân cổ bài xá. Thôi anh hát đi, Lâm Tiền thuộc khúc nào thì Lâm Tiền sẽ phụ họa. Câu 1 thì của em hát, rồi qua câu 2 của anh hát là chỉ ngựn câu đó. Không, đó. Cái nguyên câu 1 thì chắc Lâm Tiền không thuộc đó. Em không thuộc câu 1, vậy là em không phải hát tăng cổ, rồi em hát tăng cổ thì đám cưới trên đường quê em có thuộc không? Ảnh nhiệt tình, ảnh muốn xong ca. Thôi, chị anh ơi, anh hát một câu đi, anh hát câu hai câu gì đi, còn mấy cái bài hát thì chắc Lâm Tuyền chỉ thuộc mấy cái bài như quen quen thôi anh ơi. Quen quen thôi, bây giờ anh ca anh ca trước đi, rồi chỉ tặng anh một cái bài sau ha. Vậy hả? Vậy thôi tại vì anh cũng muốn thôi, anh hát bài ruột, anh Hoàng hát bài ruột của anh đi. Dạ dạ rồi ruột của anh là bài nào anh? Rồi không mấy anh hát trích đoạn đi, xin một lời yêu nhau đi. Dạ rồi. Anh ca hai câu nha.
Rồi rồi hai câu. Dạ. Từ đó xa nhau đôi người đôi ngả, thế nhớ mãi người chồng chưa cưới mà đến mượn thế ngăn ghẻ chia đôi ngả đôi đường. Cho sầu quả chớ nặng trăng, kẻ bỏ ra đi người cúi đầu buồn bã, cuộc tình mình rồi giả sao em? Bên em vui buồn chọn thở âu thơ, anh dần nhớ mãi cho đến ngày nhắm mắt. Dù trọn đời mình đôi ngã cách ngang, em vẫn muốn đời là người yêu bé nhỏ. Từ đây mình chôn vùi kỷ niệm, chuyện đôi mình là ai cố mà quên. Nhớ ngày xưa mình ước một thiên đường, có hoa bướm đón chào tình đau y lương. Mà giờ đây thiên đường xưa chợt ba đổ, mong đầu đập chen dở gì đâu. Rồi lắm tiền hay. Anh Hoàng hát ngay vậy có khi nào mơ ước mình đi cái mình đi hát đoàn không ta? Anh cũng mong mơ ước mà không biết có được không á Lâm Tịch. Dạ. Dạ, người Đồng Tháp có vẻ hát hay chị ha. Dạ, rồi mình có đi thi cuộc nào chứ anh ha? Chưa, năm hiểu ba, ví dụ như có ở vòng vòng cái địa phương mà có đám tiệc gì đó thì anh tới anh giúp vô anh phục vụ cho bà con với mấy anh em thân thuộc thôi, chứ anh chưa có đi thi đoàn nào hết nên năm hiểu ba. Dạ, rồi anh có trong câu lạc bộ nào không, có hoạt động thường không? Chưa nữa, chỗ anh thì cái huyện anh thì câu lạc bộ thì cũng hiếm có, ít có lắm, nhưng mà các chỗ khác thì nó có, nhưng mà chỗ huyện anh thì nó ít. Dạ. Đó, rồi, cảm ơn anh Hoàng đã tương tác cùng với chương trình ha, đã gọi về để giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền và gửi đến cho những thính giả của chương trình hai câu vọng cổ trong trích đoạn vừa rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Chúc cho Lam Tuyền thì bộ môn đường nghệ thuật của em sắp tới cũng như mãi mãi về sau thì lúc nào cũng càng ngày càng phát tiến bộ hơn, phát triển thêm để cho quý khán giả mến mộ gần tết hơn nữa, thì có một ngày hay nữa thì em có sẽ ra một cái trang album mới để nữa cho quý khán giả để xem nha. Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Dạ, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị thính giả nữa đầu dây bên kia ạ. Alo. Alo, dạ nghe. Dạ, chào anh ạ. Xin chào Ngọc Thu, anh Lâm Hiệp.
Dạ, nghệ sĩ Lam Tiền. Dạ. Cùng dạ, mấy anh nhạc công. Dạ, anh tên gì ạ? Tôi Phạm Phú Tân, quê An Giang. Dạ, anh Phú Tân, quê An Giang. Rồi. Dạ, chào anh Quốc Tân. Phú Tân. À, Phú Tân. Dạ. 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 Rồi, anh có câu hỏi gì không? Hoặc là muốn... Có. Dạ. Xin hỏi nghệ sĩ Lam Tiền là... duyên nào mà đưa nghệ sĩ đến cái đường danh ca cổ? Dạ. Lâm Tuyền lúc nãy cũng có trình bày với anh đó, nói chung là mình cũng yêu mến cái bộ môn nghệ thuật cải lương này. Lúc mà mình còn ở quê á thì mình đã nghe và nó đã thấm vào trong lòng mình rồi, thì mình có một cái ước mơ từ đó mình sẽ thực hiện. Nói chung là được các cô chú ở trong cái văn nghệ của xã đó cho mình tham gia. Yeah. Rồi mình đi thi. Yeah, và quê, khi quê nghệ sĩ ở đâu? Dạ, Lâm Tuyền ở Trường Xuân Tháp 10 á. Dạ. Ở Trường Xuân hả? Dạ. Dạ. Thì khi mình dạ, gần quê tôi ở bên An Giang. An Giang. Kế bên à? Dạ. À vậy ha. Dạ. Dạ. Yeah. Đó, rồi cái điều kiện là mình đi thi mà mình được giải, thì cái mình được cái giải nhất thì năm đó được các anh các chú ở đoàn nhân công Đồng Tháp mời. Yeah. Lâm Tuyền tham gia vào đoàn, và từ đó đi từ đó duyên. Yeah. Từ đó. Dạ. Yeah. Yeah. Nói chung chỉ nghe từ cái bài Vọng Kim Lan đó anh, rồi chỉ gắn bó luôn á, chỉ yêu bộ môn này luôn đó. Dạ. Yeah. Rồi vậy trên đường đi lưu diễn này, nghệ sĩ có gặp những vui buồn khó khăn chia sẻ cho khán giả nghe? Dạ, nói chung là khi mà mình đã yêu mến một cái bộ môn nào đó hoặc mình có một cái sự đam mê thì tất nhiên mình phải chịu đựng những cái tác động bên ngoài, từ những cái khó khăn cũng như là những cái tâm tư tình cảm mình cũng phải đấu tranh và vượt qua rất nhiều, mà để được đến ngày hôm nay thì cũng mình nói là một cái hành trình cũng rất là chông gai. Và để dạ. Nhưng mà khi mà đã qua rồi thì mình sẽ cảm nhìn lại thì mình sẽ cảm thấy rất là vui, và cảm thấy là mình đã vượt qua được những cái điều mà mình tưởng chừng mình không vượt qua được, và để mình giữ cái lửa nghề mình sẽ không có bị nhạc hoặc là bị là giống như là những cái tác động đó không làm ảnh hưởng đến cái lòng đam mê và cái nhiệt huyết, cái yêu nghề, cái yêu cái bộ môn này của mình. Dạ. Rất là sợ là khi mà mình bị tác động á thì mình sẽ bị mình sẽ nản đi cái nghề, hoặc là mình không sẽ có một cái nhìn khác đi, nhưng mà may mắn là Lam Tuyền không có bị cái điều đó, cho nên là cái tình yêu đối với cái bài ca giọng cổ cũng như là cái bộ môn sân khấu nó vẫn như vậy. Dạ. Rồi cảm ơn. Tính hỏi một câu nữa mà bây giờ thời gian sắp hết rồi. Dạ, hết giờ rồi anh ơi. Tuần sau em kết nối với anh giao lưu lại với nghệ sĩ khác nha. Dạ anh nha. Còn bây giờ thì còn khoảng mấy phút nữa thôi, sẽ dành thời gian cho nghệ sĩ Lam Tuyền sẽ gửi tặng bài hát đến cho các thính giả của chương trình. Dạ. Lâm Tuyền hát tặng cho anh Phú Tân với tất cả khán giả ba câu giọng cổ nghe. Tại vì cái dư âm tháng 7 vẫn còn, cho nên Lâm Tuyền muốn hát một cái bài về mẹ để tặng mọi người, bài Lòng Mẹ nha. Dạ, xin mời chị Lâm Tuyền ạ. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài Lòng Mẹ ạ. Mẹ, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ, từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em à. Mẹ đã theo chân con trên dạng nẻo sông mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc con mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã vui mừng khi con mới đóng lần đầu tiên. Sau mỗi lần
xuống đạp mẹ thêm đau, mẹ vui mừng thêm chút nữa vì biết con đạp con trời. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà mẹ vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Từng giọt máu trong người, rồi một sáng chim ca, con của mẹ mở mắt chào đời. Biển cả bên mông một mình vượt sông, mẹ đã tới bờ với niềm hạnh diện thiên liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên, vui vì thấy con mình sờn sơ đau đớ, còn buồn là khi con đã rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh chỉ riêng con. Mẹ ơi, nay con đã mòn gót làng du, còn mẹ thì đã hơn 80 niên kỳ, nhưng lời ru của mẹ vẫn còn vang vẳng bên tai. À ơi, gió mùa thu mẹ ru con ngủ, nắm cánh chày mẹ thức đổ vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xế, bao nhiêu lần mắt kia mờ lây, chỉ vì thương cho con còn lẳng đẳng nơi góc biển ven trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ, nhưng bông sen vẫn dở ánh hồng phân phơ, vẫn tỏa một mùi thơm rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Vâng, rất là da diết và giàu cảm xúc với ba câu vọng cổ Lòng Mẹ từ nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền. Cảm ơn chị rất nhiều đã mang đến bài ca này cũng như là có những phút tâm tình giao lưu cùng với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay ạ. Lam Tuyền cảm ơn Nam Hiệp, cảm ơn Ngọc Thu và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình sàn diễn Đời và Nghề. Chúc một buổi sáng Chủ nhật thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc an lạc nhé. Dạ. Mà hôm nay chị đến với chương trình em cũng cảm thấy như những lần trước, chị nhẹ nhàng, xúc động và có nhiều cái chia sẻ hết sức là gần gũi với khán giả yêu quý của mình. Và cho em hỏi thì khép lại 60 phút của chương trình thì giờ phút này đây trong chị đang có những cái cảm xúc như thế nào? Cảm xúc rất là cảm thấy gần gũi và thân thương với cái chương trình sàn diễn Đời và Nghề, và cũng cảm ơn chương trình đã có một cái chương trình như thế này để nghệ sĩ cũng như Lam Tuyền cũng các nghệ sĩ khác để có những cái lúc trải lòng mình và được gặp những cái khán giả yêu thương mình để tiếp thêm cái động lực và cái ngọn lửa nghề của những người đi hát giống như Lam Tuyền. Yeah. Dạ.
Cảm ơn chị rất nhiều, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền trong những số phát sóng tiếp theo. Và nếu quý vị yêu mến bộ môn này, có thể gặp lại nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền cùng với những nghệ sĩ của chúng ta tại chương trình nghệ thuật Mừng Ngày Giỗ Tổ, cũng như là đêm 14 tháng 10 tới đây với dự án nghệ thuật mới của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, còn bây giờ thì Ngọc Thu, Nam Hiệp, nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền cùng với ekip thực hiện chương trình, nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Hoàng Thuận xin được nói lời chào tạm biệt, và quý vị nhớ là 9 giờ sáng chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau nha. Tạm biệt.